Chào bạn, hôm nay ngày 19 tháng 8 năm 2023, shop Hương My xin giới thiệu mẫu Blacklight Tây Ngàn, khung sườn nhôm, mối hàng dãy cá, phục nhôm, tay đề Shimano, cùi đề đĩa Shimano, cùi đề lip Shimano, giò dĩa 3 tầng cái lip Shimano. Màu sắc con xe màu đỏ, sẽ được trang bị cấu hình là 3 đĩa và 8 lip. Giá xe đang được bán với giá 5.200.000. Tên con xe, thương hiệu con xe Blacklight Tây Ngàn, khung sườn nhôm, dây âm sườn. Blacklight là hàng thương hiệu Italia. Mẫu này là công ty doanh nghiệp Đức Nam đang xuất cho thị trường Thái Lan rất nhiều. Tên con xe, thương hiệu con xe Blacklight Tây Ngàn. Màu sắc con xe màu đỏ, tem đen. Xe được trang bị cấu hình như sau: tay đề tay thắng Shimano, đi đông bô tăng Chuvatis. Xe được trang bị cấu hình là 3 đĩa và 8 lip Shimano 38. Bao tay chìa cực kỳ êm ái, ghi đông bô tăng nhôm Chuvatis Shimano 38. Khung sườn được trang bị khung sườn nhôm, phuộc là phuộc liền sườn, đi dây là đi dây âm sườn. Màu sắc con xe là đang có màu đỏ đen và màu đen đỏ nha các bạn nha. Đỏ đen thì là đỏ nhiều hơn đen, đen đỏ là đen nhiều hơn đỏ. Giá xe là 5.200.000, các bạn lấy màu nào cũng giá. Đó, cái này là bảo hành chính hãng bởi công ty doanh nghiệp Đức Nam. Do công ty doanh nghiệp Đức Nam đứng ra chịu trách nhiệm phân phối và bảo hành. Niền nhôm, niền cao 4 phân, ngàm thắng gom Zeta. Bánh trước, bánh sau sử dụng bạc đạn, dùng ti bật tháo mở nhanh. Blacklight Tây Ngàn, niền nhôm, niền cao 4 phân, niền Alex rim. Size con này đang có size S và size M. Size S xe dành cho người từ 1m6 cho tới 1m7. Size M xe dành cho người từ 1m75, 1m7 cho tới 1m8 nha các bạn nha. Tên con xe, thương hiệu con xe Blacklight. Niền nhôm, niền cao 4 phân. Cùi đề đĩa, xe được trang bị cùi đề đĩa Shimano Tunay. Giò dĩa là giò dĩa Shimano 3 đĩa. Xe được trang bị tổng cấu hình là 3 đĩa và 8 lip. Sên là sên 8. Cùi đề đĩa Shimano Tunay, giò dĩa Shimano sên 8. Và lip con xe được trang bị lip thả 8 tầng, cùi đề lip là Shimano Antet, 3 đĩa và 8 lip. Giá 5.200.000. Tên con xe, thương hiệu con xe Blacklight Tây Ngàn. 5 món đồ Shimano: tay đề, cùi đề đĩa, giò dĩa, cái lip, cùi đề lip. 5 món Shimano. Đùm sao Shimano, đùm sao Shimano. Tuy là đùm sao Shimano China nhưng mà đây nói thiệt các bạn luôn, chớn của nó là tuyệt vời nha các bạn nha. Tuyệt vời hơn cả tuyệt vời. Đùm sao Shimano. Đó, bây giờ em test độ chớn cho các bạn xem. Niền là niền Alex rim, đùm sao Shimano. Cùi đề đĩa Shimano Tunay, cùi đề lip Shimano Antet. Lip là lip thả 8 tầng Shimano, giò dĩa là Shimano 3 đĩa. Xe được trang bị cấu hình là 3 đĩa và 8 lip. Màu đỏ. Tên con xe, thương hiệu con xe Blacklight Tây Ngàn. Giá xe đang được bán với giá 5.200.000. Bánh chạy siêu chớn luôn nha các bạn nha. Màu sắc con xe màu đỏ, đùm sao Shimano, đùm sao siêu chớn Shimano. Địa chỉ mua hàng: 184/8 Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp. Xe thiết kế rất đẹp nha các bạn nha. Bạn coi nè, nó có cả cái thước đo trên cốt yên làm rất tỉ mỉ. Yên là yên Chuvatis, cốt yên Chuvatis. Yên là Blacklight, cốt yên Chuvatis, ghi đông bô tăng Chuvatis, ghi đông bô tăng nhôm. Giá xe đang được bán với giá 5.200.000. Hiện tại con này số lượng có rất ít, các anh chị nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết à. Giá chỉ có 5.200.000 thôi. Em hiện tại chỉ có 3 chiếc. Hồi nãy chiếc bán hết chiếc rồi, bán cho cô em về bán hết chiếc rồi. Cô em dưới Bình Dương.
lách lại, sườn nhôm, dây âm sườn. Màu sắc con xe màu đỏ. Địa chỉ mua hàng 184/8 Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp. Số điện thoại mua hàng 0937009995. Con này con đen đỏ nha các bạn nha, đen đỏ giống con của em nãy mua. Đây là màu đen đỏ nha các bạn nha. Giá cũng 5,2 triệu, cấu hình y chang con kia, 5,2 triệu. Lách lai tay ngang, 5,2 triệu. Giá 5,2 triệu là giá bao ship nha các bạn nha. Chào các bạn.